Cái gì? Mày đố anh biết Kento Momota đã từng sử dụng qua những cây vợt cầu lông gì? Sai người rồi cô. Anh mày á là fan chân chính của Kento Momota nè. Còn với các bạn cũng muốn biết Kento Momota đã từng sử dụng qua những cây vợt cầu lông gì không? Nếu mà có thì bắt đầu thôi. Good variation here by Ecstasy. To take a little bit more chances at the front. Yeah. And that was Guest. Khi nhắc đến Kento Momota thì hầu như mọi người chơi cầu lông đều biết hết á. Anh ta là vận động viên của tuyển Nhật Bản nè. Sinh năm là 1994, là một cái người chơi thuận tay trái. Và cái lối đánh trên sân của Kento Momota là rất là khéo léo, di chuyển rất là bền bỉ luôn. Và hầu như các đối thủ của anh ta khi mà đánh cho quả cầu qua thì trái cầu nào anh ta cũng có thể cứu được hết. Và đặc biệt nổi trội nhất là trong thành tích lịch sử thi đấu của Kento Momota là trong năm 2019, là anh ta được kỷ lục Guinness công nhận là cái vận động viên cầu lông đơn nam đầu tiên thi đấu giành được nhiều danh hiệu nhất trong một năm. Là trong năm 2019 đó, Kento Momota giành được là tận 11 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau các bạn nha. Một cái thành tích mà mình phải gọi là vô cùng vĩ đại luôn. Nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại thì Kento Momota đã hạ nhiệt hoàn toàn rồi các bạn ơi. Và không để các bạn chờ lâu nữa, bây giờ mình sẽ đến ngay với Kento Momota đã từng sử dụng qua những cái vật cầu lông gì nha. Đầu tiên, Kento Momota là bắt đầu thi đấu vào năm là 2011 các bạn nha. Đó là lúc này là Kento Momota đang thi đấu ở cái cấp bậc là thanh thiếu niên. Và cây vật đồng hành cùng Kento Momota trong cấp độ thanh thiếu niên này là cả năm 2011 và 2012 luôn. Đó chính là cây vật Yonex Saber Jet Flash. Là cây vật cao cấp nhất thời bấy giờ các bạn nha. Và tính cho đến thời điểm hiện tại thì cái cây này vẫn có cái chữ Z bên trong á, là nó cao cấp nhất trong cái series Acerber luôn, cao cấp hơn cả cây Acerber 11 luôn các bạn nha. Và đặc biệt á, là trong năm 2011 và 2012 này á, là Kento Momota khi mà sử dụng cái cây Yonex Acerber Z Flash này đã mang về cho mình được hai cái danh hiệu rất là danh giá luôn. Thứ nhất á, là cái giải vô địch trẻ châu Á là trong năm 2012, và thứ hai đó chính là cái giải vô địch trẻ toàn thế giới. Là thắng cho vận động viên mình nhớ là chơi xong và lật kèo các bạn nha, thắng rất là ngoạn mục luôn, đánh rất là hay khi mà sử dụng cái cây Saber Jet Flash này. Sang năm 2013 thì lúc này Kento Momota đã chuyển sang thi đấu là ở cấp độ quốc tế rồi, thi đấu với tất cả các vận động viên trên toàn thế giới luôn. Thì lúc này Kento Momota đã chuyển sang sử dụng cho mình cái cây vợt đó chính là Yonex Volchic Z Fold 1. Thì tại lúc này là Kento Momota khi mà chuyển sang cái cấp độ thi đấu chuyên nghiệp thì không hề bỡ ngỡ cho các bạn nha. Và trong cái năm 2013 đó, Kento Momota vô địch đến tận 3 chiếc vô địch luôn. Đó chính là cái chiếc vô địch là Estonian International, Swedish International và cái cuối cùng đó chính là Austrian International. Cả ba cái chiếc vô địch luôn các bạn nha, khi mà sử dụng cái cây Volchic Z Fold 1 này trong năm 2013. Và mình theo thông tin mình nhớ là trong năm 2013 này á, là cái câu lạc bộ của bên tuyển cầu lông Nhật Bản, đó chính là cái câu lạc bộ NTTX, là đã chiêu mộ Kento Momota về cho cái câu lạc bộ của mình. Thì trong lúc đó tại vì thấy Kento Momota thi đấu khá là thành công nên là anh ta là cũng đầu quân cho NTTX. Tính cho đến thời điểm hiện tại là 2022 luôn là vẫn đánh cho cái câu lạc bộ cầu lông này. Bước sang năm 2014 đến đầu năm 2016 thì Kento Momota chuyển sang sử dụng cây vợt quốc dân thời bấy giờ luôn, đó chính là cây vợt Yonex Volchic Z Fold 2. Và tính cho đến thời điểm hiện tại thì cái cây vợt này vẫn còn rất là hot, còn rất là nhiều người chơi ưa chuộng luôn các bạn nha. Thì khi mà chuyển sang sử dụng cái cây vợt Yonex Volchic Z Fold 2 này thì Kento Momota thi đấu càng thành công hơn nữa. Là trong năm 2015 ở đây là Kento Momota mình thấy là giành được tận 3 cái danh hiệu lớn, trong đó nổi trội nhất phải gọi là cái danh hiệu Dubai World Super Series Final. Thì cái danh hiệu này là tính là bằng World Tour Final so với hiện tại các bạn nha, một cái danh hiệu danh giá và vô cùng lớn luôn. Và sang năm 2016 thì Kento Momota còn được thêm một cái giải nữa, đó chính là Indian Open, là cái giải Ấn Độ mở rộng các bạn nha. Thi đấu rất là thành công luôn. Nhưng mà trong năm 2016 đó thì một cái biến cố đã xảy đến với Kento Momota, đó chính là vào tháng 4 á thì anh ta là bị bắt vì tội đánh bài và cấm thi đấu các bạn nha. Mình nhớ là cấm thi đấu trong vòng hơn một năm á. Ở 2017 thì Kento Momota mới bắt đầu được phép thi đấu trở lại. Rất là đáng tiếc ha.
thì Kento Mota bắt đầu thi đấu lại vào năm 2017. Thì lúc này là Kento Mota đã chuyển sang sử dụng cây vợt mới, cây vợt vừa được ra mắt lúc bấy giờ luôn, đó chính là cây vợt Yonex Dura Z-Strike các bạn nha. Và đặc biệt các cái phiên bản Kento Mota sử dụng đó chính là cái phiên bản có trọng lượng siêu nặng, đó chính là cái phiên bản 2U các bạn nha, là từ 90 đến 94 gram, một cái trọng lượng mà tay siêu to mà có thể đánh được luôn. Nhưng mà đặc biệt là Kento Mota vừa được tại ngoại xong mà sử dụng cây vợt siêu nặng như vậy, thi đấu rất là thành công luôn. Chúng ta trong năm 2017 là đã mang về cho mình được tận 5 cái danh hiệu luôn các bạn nha. Sang đầu năm đến giữa năm 2018 thì Kento Mota đã chuyển sang sử dụng cây vợt cũng vừa được ra mắt luôn, đó chính là Yonex Astroc 88D, cái phiên bản 2018 các bạn nha. Thì khi sử dụng cây vợt này, mình nhớ là Kento Mota thi đấu cũng khá là thành công. Nhớ là cũng có một cái trận Kento Mota đánh với Lee Chung Wei á, là đánh cái cây vợt Astroc 88D 2018 này, đánh rất là thành công luôn. Và sang cuối năm 2018, nguyên cái năm 2019 luôn, và sang năm 2020 luôn, đó chính là Kento Mota đã chuyển sang sử dụng cây vợt thành công, đồng hành thành công nhất với sự nghiệp thi đấu của anh ấy, đó chính là Yonex Astroc 99 đời thứ nhất, đó chính là cái phiên bản màu cam các bạn nha. Thì cái cây vợt này theo mình cũng có đánh một thời gian, thì cây vợt này phải gọi là khá là nặng, chỉ thích hợp sử dụng trong đánh đơn thôi. Đánh đôi thì khi mà lắc qua lắc lại bẻ cầu thì rất là khó, chỉ đặt ngon và điều ngon các bạn nha. Là cái cây Astro 99 cam, như mình có đề cập lúc đầu là đồng hành của anh ta là giành được tận 11 danh hiệu và được kỷ lục Guinness công nhận luôn. Đó chính là cây vợt Astro 99 cam đồng hành thành công nhất với cái vận động viên Kento Mota này. Nhưng mà đã có một cái sự việc đáng tiếc xảy đến với huyền thoại Kento Mota của chúng ta. Sau khi mà đầu năm 2020, sau khi mà Kento Mota thi đấu xong cái giải Malaysia Master, thì anh ta tại Malaysia thì anh ta đã bị tai nạn xe ở Malaysia các bạn nha, và dẫn đến là Kento Mota phải đi mổ mắt. Xong sau đó là đại dịch Covid-19 ập tới luôn, là Kento Mota là phải dừng thi đấu trong một cái thời gian xuyên suốt dài luôn, là bị chững lại hoàn toàn luôn các bạn nha. Đến cuối năm 2020, đầu năm 2021, nhà Yonex họ cũng thiết kế cho Kento Mota một cái cây vợt hoàn toàn mới, đó chính là cây vợt Yonex Astroc 99 Navi, gọi là Astroc 99 phiên bản thứ hai. Thì khi mà sử dụng cây vợt này thì Kento Mota thi đấu là theo mình nhớ là cái giải nội địa Nhật là Kento Mota vô địch các bạn nha, vô địch giải nội địa Nhật, lật kèo thắng vô địch. Nhưng mà sau đó khi mà mang cây vợt này ra ở cái đấu trường chuyên nghiệp thì Kento Mota bị thua hoàn toàn các bạn ơi, hầu như là không giành chiến thắng. Và sau đó sang cuối năm 2021 và đầu năm 2022 và tính cho đến gần tới tận đây luôn, thì Kento Mota đã chuyển sang sử dụng cho mình cái cây vợt mới, đó chính là cây vợt Yonex Astroc 99 Pro các bạn ạ, cái gọi là Astroc 99 phiên bản thứ 3. Thì mà khi mà sử dụng cây vợt này thì Kento Mota thi đấu mình thấy là cũng hay, cũng có mang về cho mình được cái chức vô địch là Indonesia Open thì phải. Và sau đó thì cũng có về nhiều một số giải đấu, nhưng mà tính ra thì cái lối đánh của Kento Mota mình thấy là nó không có quá thành công như năm 2018 và 2019 nữa. Hầu như là bị đối thủ khai thác, và anh ta khi mà di chuyển trên sân mình thấy là không có còn được linh hoạt, nhanh nhẹn và bắt bài những cái đường cầu như lúc trước nữa. Và dạo gần đây nếu mà long thủ nào chúng ta theo dõi các cái giải đấu thì các bạn có thể thấy là Kento Mota là không tham gia nữa. Thì hiện tại vừa qua là ở Nhật Bản họ có tổ chức một cái giải cầu lông nội địa Nhật, thì Kento Mota là cũng tham gia thi đấu và về nhì. Thì mình thấy là trong cái giải đấu đó Kento Mota đã chuyển sang sử dụng cho mình cái cây vợt, đó chính là Astroc 77 đỏ. Và không biết là trong các giải đấu sắp tới thì nhà Yonex họ có làm ra cho Kento Mota cây vợt gì không? Nếu mà các bạn biết thông tin nào thì các bạn có thể comment bên dưới. Rồi, và đó cũng là bài chia sẻ của mình về cái vận động viên phải gọi là huyền thoại của Nhật Bản luôn, đó chính là Kento Mota đã từng sử dụng qua những cây vợt cầu lông gì trong suốt lịch sử thi đấu của anh ấy. Đây cũng là một cái series mình dự định làm trong thời gian tới. Mình thấy cái series này cũng khá là hay. Nếu mà các bạn muốn trong thời gian tới mình làm về vận động viên nào thì các bạn comment bên dưới, mình sẽ tìm hiểu thông tin và mình làm cho các bạn cùng mọi người cùng tham khảo. Rồi, nếu mà các bạn thấy video này hay thì nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh luôn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video này nha. Bye bye.